Thời gian qua, trên các trang thông tin mạng thường lan truyền nhiều tin đồn về các ảnh hưởng tiêu cực của mì ăn liền đến sức khỏe. Mì ăn liền là kẻ thù của hệ tiêu hóa. Sốc với hình ảnh sợi mì còn nguyên trong dạ dày sau 2 tiếng, mì ăn liền gây khó tiêu. Vậy sự thật là như thế nào? Liệu mì ăn liền có thực sự ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa như lời đồn? Mì ăn liền chủ yếu làm từ bột lúa mì nên được xếp vào nhóm thực phẩm tinh bột cùng với cơm hay bánh mì. Quá trình tiêu hóa của mì ăn liền cũng tương tự các thực phẩm khác, gồm các giai đoạn nhai, nuốt, phân giải, hấp thụ và thải ra. Đầu tiên, tại khoang miệng, sợi mì sẽ được xé nhỏ bằng răng và trộn đều với nước bọt nhờ chuyển động của lưỡi. Lúc này, các enzyme trong nước bọt sẽ giúp tiêu hóa một phần tinh bột, một phần nhỏ chất béo trong sợi mì. Sau đó, mì được nuốt vào thực quản và bắt đầu quá trình di chuyển trong ống tiêu hóa. Tại dạ dày, vốn là chiếc túi có khả năng co bóp linh hoạt, mì sẽ được trộn đều với dịch vị, trở thành một khối mềm gọi là nhũ chấp dễ phân giải. Axit trong dịch vị và các enzyme do các tuyến trong dạ dày giải phóng sẽ làm chuyển hóa một phần chất đạm và chất béo. Tại ruột non, khối mì lại tiếp tục được phân giải bởi các enzyme từ tuyến tụy. Các phân tử phức tạp của tinh bột, chất béo, đạm có trong mì bị phân giải thành các phân tử ở dạng cơ bản, giúp cơ thể hấp thụ dễ dàng. Các vitamin, khoáng chất và nước cũng được hấp thụ vào cơ thể ở giai đoạn đi qua ruột non. Các chất dinh dưỡng đã được phân giải sẽ được hấp thụ vào máu và hệ bạch huyết. Cuối cùng, ruột già sẽ hấp thụ các chất dinh dưỡng còn lại. Chất thải cùng với chất xơ chưa được tiêu hóa sẽ được đẩy xuống trực tràng và thải ra ngoài. Khoảng thời gian lưu tại dạ dày trung bình của mì ăn liền là 3 đến 4 giờ. Khoảng thời gian trên có phải là quá dài không? Không, vì thực ra thời gian tiêu hóa thực phẩm trung bình mất từ 10 đến 73 giờ. Trong đó, thực phẩm sẽ ở dạ dày trung bình từ 2 đến 5 giờ. Đi qua ruột non mất khoảng 2 đến 6 giờ. Và đi qua ruột già mất khoảng từ 10 đến 59 giờ. So sánh cụ thể với thịt lợn, cá có thể mất từ 12 đến 24 giờ. Hay sữa và các sản phẩm của sữa có thể mất khoảng 12 giờ để tiêu hóa hết. Thì rõ ràng, quá trình tiêu hóa của mì ăn liền diễn ra nhanh hơn. Có thể thấy rằng, quá trình tiêu hóa mì ăn liền diễn ra hoàn toàn bình thường như các thực phẩm khác. Và mì ăn liền cũng không phải là nguyên nhân gây khó tiêu. Hãy ăn kết hợp các loại thực phẩm một cách hợp lý, cân bằng, đủ chất dinh dưỡng mới tốt nhất bạn nhé. Cô rể nó. Mì Hàn Quốc đầu tiên có tại Việt Nam, sợi mì mềm dai, thấm đẫm hương vị Hàn Quốc. Mì nấu Hàn Quốc chỉ có Koreno. Koreno chả trắng. Sợi mì hòa quyện với sốt tương đen đậm đà, ngon tuyệt. Mì ngon chuẩn vị Hàn Quốc, Koreno. Mì ba miền Gold, bí quyết từ ba gói gia vị Việt. Các gói gia vị Việt truyền thống kết hợp cùng gói rau thơm đặc trưng, tạo nên nước súp bò hầm ngon đậm vị Việt. Cảm ơn người tiêu dùng Việt đã tin dùng mì ba miền Gold bò hầm rau thơm, tạo nên sản phẩm số 1 Việt Nam, ngon đậm vị Việt trong diện mạo mới. Mì ba miền Gold bò hầm rau thơm, sản phẩm số 1 Việt Nam, giá chỉ 3.500 đồng. Cả nhà ơi, chất ly mà giá gói. Chất ly giá gói. Chất ly giá gói. Thay vì gói nguyên bột thông thường, mì một việc mới độc đáo với gói nước cốt tôm chua chua cay cay, thêm gói rau củ tươi ngon. Mì gói mà chất lượng như mì ly, giá vẫn mì gói. Ngon quá. 7-8 ngàn gói hả em? Dạ không, chỉ hơn 3 ngàn thôi. Wow. Mì một việc mới chất ly giá gói. Theo bí kíp phi hành, hành trong đủ 99 ngày, thai mộng bằng thai giao, phơi đúng một đăng, tròn 3 canh giờ, phi hành đảo đủ 9 lần, còn sẽ có hành phi một đăng tuyệt đỉnh công phu. Đa tạ sư phụ. Mì gấu đỏ tôm gà sa tế hành phi với hành phi một đăng thơm ngon nức mũi. Mua Handy Hảo Hảo, tìm thẻ điện thoại. Từ 8 tháng 1 đến 7 tháng 4 2018, Handy Hảo Hảo, tìm được thẻ, mình alo. Ace Cup. Gặp 800 lần rồi đó. 802. Sức, tổng mưa sao theo hoài vậy? Chứ có chỗ nào mà không có ly đâu. Ly đẹp, ly mô đen, lên rừng xuống biển gì người ta cũng dắt ly theo, biết sao giờ? Wow. Em yêu lòng anh rồi. Ly ơi, anh vẫn còn nữa nữa mình. Mì Ly Modern cool không cưỡng nổi. Wow.
Tưởng gì, lại ăn mì. Không phải mì thường đâu, mì trứng ăn liền đó. Mì ăn liền mà có trứng. Sao lại không? Trứng được tuyển chọn từ trang trại trứng vàng. Rồi bác đầu bếp trứng vàng ướp trứng vào từng sợi mì thành mì trứng ăn liền trứng vàng. Wow, ngon tuyệt. Mình cũng muốn thử mì trứng ăn liền. Mì trứng vàng của con đây. Mì trứng ăn liền trứng vàng, vị thơm chua cay, sợi mì ướp trứng. Mẹ ơi xuân đã về rồi, xuân cùng mì đại gia đình An Hảo, thơm dai đậm đà, cho tròn chăm sóc vẹn yêu thương. Đại gia đình cảm ơn mẹ, người phụ nữ của năm.